Thân nhân sao vàng tuyên bố Tổng thống Biden phải nhận lãnh trách nhiệm toàn phần trong vụ khủng bố tại Kabul, khiến 13 chiến binh thiệt mạng trong cuộc rút lui lịch sử ở Afghanistan. Thống đốc Ron DeSantis tiếp tục ban bố tình trạng khẩn cấp trên diện rộng, đồng thời dẫn dắt cuộc họp báo thông tin về bão Idalia đang chuẩn bị tấn công vịnh Florida. Cũng trong thời điểm nhạy cảm này, chiến dịch tranh cử phía thống đốc Ron DeSantis cũng đã tranh thủ bác bỏ tin đồn từ phía chiến dịch cựu tổng thống Trump rằng DeSantis sẽ từ bỏ ghế tổng thống để tranh cử vào thượng viện. Ứng viên tranh cử tổng thống Doug Burgum cương quyết giữ tư thế diều hâu đối với Trung Quốc trên mặt trận kinh tế và đối ngoại. Mến chào quý vị đã trở lại với Trillium Report trong bản tin ngày thứ ba, 29 tháng 8. Tôi là Tony và sau đây mời quý vị theo dõi phần thông tin chi tiết. Chỉ trong vòng vài tuần trở lại đây, mối quan hệ bấp bênh giữa chính quyền Biden-Harris và các gia đình quân binh liệt sĩ đã gần như trở nên tiêu cực hơn bội phần khi toàn bộ Hoa Kỳ phải một lần nữa lắng nghe cùng chứng kiến cách đối xử bị nhiều chuyên gia nhận xét là thiếu tôn trọng của chính quyền Biden đối với gia đình của ít nhất 13 quân nhân Hoa Kỳ đã thiệt mạng trong cuộc rút quân đầy hỗn loạn tại Afghanistan. Một trong những giây phút cao trào nhất tại hội nghị bàn tròn dành cho các gia đình sao vàng vào ngày thứ Ba 29 tháng 8 cũng đã nhanh chóng trở thành một nhát dao mới nhằm thẳng vào chính quyền Biden, đi cùng là vai trò của Tổng thống trong sự kiện khủng bố tại Kabul, dẫn đến cuộc rút lui được nhận xét là một trong những thảm họa nặng nề nhất trong lịch sử nhậm chức của ông Biden. Cụ thể, một trong những người mẹ của chiến binh sao vàng đã thiệt mạng là bà Paula Nosef đã ở trước mặt một nhóm các nhà lập pháp và nói rằng Tổng thống Biden và thành viên nội các hành pháp của ông phải chịu trách nhiệm toàn phần một cách công khai và minh bạch về cuộc rút lui thảm hại tại Afghanistan sau gần 20 năm giao tranh. Một số người tiền nhiệm đã có mối liên quan trực tiếp đến cuộc chiến này trước ông Biden, nhưng không ai trong số họ phải chịu trách nhiệm về quyết định rút quân, bởi đó là trách nhiệm của riêng một mình Tổng thống Biden mà thôi. Trong chia sẻ đầy xúc động của mình, bà Paula Nosef đã tiết lộ con trai bà là trung sĩ Christian Noss, 23 tuổi, đã bị một kẻ đánh bom tự sát giết chết ở Kabul trong lúc đang hỗ trợ các nỗ lực sơ tán cuối cùng của Hoa Kỳ. Mặc dù Tổng thống Biden đã đưa ra một tuyên bố chính thức bày tỏ sự tiếc thương cũng như tinh thần tưởng nhớ các nạn nhân đã ra đi trong vụ tấn công kinh hoàng tại cổng API, việc ông không đề cập đến tên đầy đủ của 13 chiến binh sao vàng mà mình đã có thời gian tìm hiểu để tưởng nhớ sau gần 2 năm đã khiến các gia đình quân nhân cảm thấy thất vọng, bất bình và giận dữ, cho rằng thái độ của Tổng thống Biden có phần thờ ơ, lạnh nhạt, thiếu chân thành và cũng như lảng tránh trách nhiệm. Theo một báo cáo mới nhất từ Brad Baer, trong một cuộc phỏng vấn trên chương trình podcast mang tên Fox News Rundown, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Hạ viện là ông Michael McCaul thuộc Đảng Cộng hòa ở tiểu bang Texas đã khẳng định có thông tin tình báo cho thấy phía chính quyền Biden đã biết rõ thời điểm dự kiến nổ ra cuộc đánh bom tự sát và họ đã đề nghị quân Taliban nhắm mục tiêu vào tổ chức ISIS-K tại một khách sạn mà chúng sử dụng để thực hiện kế hoạch đánh bom. Tuy nhiên, Taliban đã từ chối đề nghị can thiệp này từ phía Hoa Kỳ và mặc dù cộng đồng tình báo ngay sau đó đã kêu gọi một cuộc không kích để ngăn chặn ISIS-K, tất cả đều đã không được thực hiện đúng như mong đợi. Trở lại các cập nhật nổi bật về bão Idalia đang sẵn sàng đổ bộ vào vùng vịnh Florida vào sáng thứ Ba, Trung tâm Bão Quốc gia cho biết cơn bão này sẽ có sức gió duy trì tối đa ở mức 105 dặm một giờ, với gió giật mạnh có thể lên đến 155 dặm một giờ khi hướng về phía tây-tây nam của khu vực Tampa. Hiện tại, con đường di chuyển dự kiến của bão Idalia sẽ có trung tâm đổ bộ vào khu vực Big Bend thuộc Florida, sau đó sẽ tiến sâu hơn về đất liền giữa khu vực Gainesville và Tallahassee. Một lệnh giám sát khả năng xuất hiện kèm lốc xoáy của bão Idalia cũng đã được cơ quan giám sát khí tượng quốc gia, viết tắt là NWS, ban hành kể từ 6 giờ sáng thứ Ba theo giờ địa phương. Tính đến 9 giờ tối thứ Ba, đã có khoảng trên dưới 14.000 khách hàng bị mất điện trong tiểu bang dựa trên các dữ liệu của trang theo dõi sự cố mất điện PowerOutage.us. Trong cuộc họp báo chính thức từ Trung tâm Điều hành Khẩn cấp Nhà nước vào tối thứ Ba, Thống đốc Ron DeSantis cũng đã đưa ra lời kêu gọi cuối cùng, yêu cầu người dân khẩn trương sơ tán khỏi bờ biển trước khi cơn bão ập đến. Thống đốc Ron DeSantis vào thứ Ba cũng đã mở rộng lệnh hành pháp, tuyên bố tình trạng khẩn cấp đến 49 quận hạt Florida, tức tăng 3 quận từ con số 46 quận ban đầu vào thứ Hai. Giữa thời điểm nhạy cảm này tại Florida, thì sự đối đầu trực tiếp nhưng thường xuyên không trực diện mặt đối mặt giữa hai ứng viên Cộng hòa dẫn đầu là Donald Trump và Ron DeSantis đã gần như không hề bị ảnh hưởng, mà còn có một tiến triển mới, khi mà chiến dịch của thống đốc Ron DeSantis đã công khai chỉ trích chiến dịch của Trump rằng họ đã rao thông tin dối trá.
Cụ thể, theo một báo cáo từ tờ The Hill, đại diện phía thống đốc Ron DeSantis đã cáo buộc thông điệp về khả năng từ bỏ tranh cử tổng thống của mình để theo đuổi thượng viện đến từ chiến dịch của cựu tổng thống Trump là giả dối. Theo thông tin được cung cấp từ phía chiến dịch của cựu tổng thống Trump, thì ông Ron DeSantis được cho là đang ấp ủ kế hoạch từ bỏ tranh cử tổng thống do tình trạng hỗn loạn trong chiến dịch, đi cùng là chỉ số ủng hộ yếu kém, từ đó trở thành động lực để Ron DeSantis nghĩ đến việc tranh cử vào thượng viện thay vì tiếp tục cuộc đua vào tòa Bạch Ốc. Trong khi phát ngôn viên của ông Ron DeSantis bác bỏ mạnh mẽ luận điệu này từ chiến dịch của ông Trump, thì phía cựu tổng thống vẫn khẳng định rằng phía chiến dịch của Ron DeSantis đang rất không hài lòng với cách mà ông DeSantis đang lãng phí các nguồn tài nguyên từ các nhà tài trợ, từ đó không thể tiếp tục đường đua vào chiếc ghế đề cử chính thức của đảng Cộng Hòa như mong đợi. Điều đáng nói là thông tin này được truyền bá giữa lúc một cuộc thăm dò mới từ Emerson cho thấy chỉ số ủng hộ cựu tổng thống đã có xu hướng giảm, đi từ 56% ban đầu xuống còn 50% sau cuộc tranh luận, trong khi chỉ số ủng hộ của ông Ron DeSantis đã tăng nhẹ lên 12%, tức tăng 2 điểm so với trước cuộc tranh luận. Mặc dù điều này có nghĩa tổng đốc Ron DeSantis vẫn còn một chặng đường dài để bắt kịp tổng thống Trump, cũng như cần nhiều thời gian để củng cố nguồn lực và sự ủng hộ của các cử tri có thiên hướng trung thành với cựu tổng thống, vị thế của tổng đốc Ron DeSantis vẫn được nhận xét là vững chắc trên các bảng xếp hạng. Cũng theo các chuyên gia phân tích, thì vị thế này của thống đốc bang Ron DeSantis cũng sẽ có khả năng được cải thiện đáng kể nếu ông có thể thành công giải quyết hai thử thách mới và lớn nhất tại tiểu bang của mình hiện tại, bao gồm vụ xả súng Jacksonville khiến 3 người thiệt mạng, cũng như tập trung giúp người dân Florida vượt qua cơn bão Idalia để bước vào giai đoạn giải cứu và hồi phục một cách suôn sẻ. Một trong các ứng viên ít được chú ý đến hơn nhưng là sở hữu tiếng nói mang xu hướng nhiều hầu nhất hướng về Trung Quốc cùng các phần tử đối lập với Hoa Kỳ chính là thống đốc tiểu bang Bắc Dakota là ông Doug Burgum. Trong khi các ứng viên khác có xu hướng tập trung vào các tranh cãi xã hội như việc bài trừ tư tưởng woke của Vivek Ramaswamy hay bài trừ chủ nghĩa lưỡng giới trong học đường và thể thao nữ của bà Nikki Haley, thì thống đốc Doug Burgum lại giữ vững tư thế tập trung vào ba mặt trận mà ông xem là then chốt nhất để giúp Hoa Kỳ không những thành công hỗ trợ các đồng minh quốc tế mà còn để kìm hãm các thế lực với tham vọng nhấn chìm Hoa Kỳ như Trung Quốc hay Iran. Các mặt trận này lần lượt là kinh tế, năng lượng và an ninh quốc gia. Trong cuộc tranh luận đầu tiên của đảng Cộng Hòa, có thể nói ông Doug Burgum đã trở thành một trong số ít các ứng viên hoàn toàn không tấn công bất kỳ ứng viên nào khác, mà chọn tập trung xoáy sâu vào các vấn đề đang gây ảnh hưởng trực tiếp lên cuộc sống của người dân, cũng như tư thế lãnh đạo của Hoa Kỳ, bao gồm khả năng khai thác và hậu cần năng lượng cho các đồng minh quốc tế, khả năng phát triển kinh tế vững mạnh thông qua thế chiếm lĩnh thị trường công nghệ, đột phá trong sản xuất nông nghiệp, và cuối cùng là khả năng gìn giữ một nền an ninh quốc phòng vững chắc tại biên giới nước nhà. Theo ông Doug Burgum, chỉ khi nào Hoa Kỳ có thể độc lập về khai thác năng lượng, có tiếng nói trong việc ấn định giá cả năng lượng thế giới, cho phép nền kinh tế phát triển tự do thông qua sự hỗ trợ triệt để dành cho lực lượng doanh nghiệp, cũng như giải quyết được các lỗ hổng trong hệ thống di cư và an ninh biên giới, thì khi ấy Hoa Kỳ mới có thể kiềm hãm được Trung Quốc, Iran, cùng các phần tử khác luôn thăm dọa lật đổ thế dẫn đầu của nước này. Mặc dù tiểu bang của ông có lịch sử phụ thuộc không ít vào nguồn vốn đầu tư từ các công ty Trung Quốc, chiến dịch của ông Doug Burgum vẫn khẳng định rằng Hoa Kỳ phải tập trung giữ thế cân bằng trong các thương lượng với Trung Quốc thông qua các chiến lược cứng rắn và cụ thể để thực hiện các mục tiêu đã nêu. Tư tưởng cùng trọng tâm của chiến dịch Doug Burgum từ đó cũng đã trở thành một trong những chiến dịch với thông điệp diều hâu rõ ràng nhất dành cho Trung Quốc, giúp ông có thể từng bước ghi điểm với các thành phần cử tri ngày càng quan ngại sâu sắc về mối quan hệ hợp tác phức tạp giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc, đặc biệt trong bối cảnh Hoa Kỳ phải đối mặt các hành động ngày một giận dữ và quyết liệt hơn từ Trung Quốc, bao gồm các hoạt động quân sự tại Đài Loan, cũng như các chỉ trích công khai lên mối giao thương Hoa Kỳ-Nhật Bản-Hàn Quốc trong cuộc họp gần nhất tại Nhật Bản. Mặc dù ông Doug Burgum vẫn chưa nhận được nhiều sự chú ý như mong đợi, cũng như chưa có được sự thay đổi tích cực hơn trong tỷ lệ ủng hộ trên các bảng thăm dò, một điểm rõ ràng nhất trong các chính sách của ông Doug Burgum đã được nêu ra, đó là định hướng thiết lập một tư thế cứng rắn nhưng không kém phần khéo léo để chống lại tham vọng thao túng thế giới của Bắc Kinh, cũng như các chính sách chi phối kinh tế từ phía Trung Quốc mà có thể làm tổn hại lên nền kinh tế của Hoa Kỳ, dẫn đến những hệ lụy như suy giảm lượng việc làm dành cho người dân trong nước. Được biết, ông Doug Burgum là một trong những thống đốc ủng hộ việc hạn chế cho phép người Trung Quốc tự do mua đất, đặc biệt là các mẫu đất trong phạm vi bán kính của các căn cứ quân sự chủ chốt tại Hoa Kỳ. Khi được hỏi liệu ông có cân nhắc trở thành một thành viên nội các nếu được chính quyền mới đề cử, thì ông đã thẳng thắn nói rằng tiêu chuẩn của mình hiện tại đã vượt mặt các chỉ tiêu cần thiết để trở thành nội các, từ đó khéo léo tái khẳng định thành ý tranh cử tổng thống cũng như quyết tâm thực hiện các mục tiêu của mình trên mặt trận kinh tế, năng lượng và an ninh quốc phòng. Bản tin này cũng đã kết thúc phần tin tức hôm nay. Rất cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Tony xin chúc quý vị một ngày thật an lành và hẹn sớm gặp lại quý vị trong các bản tin kế tiếp.